Lớp 1 thì tôi đã chủ động dạy con từ bé. Tôi đã dạy con các con số, các cái chữ cái thông qua các cái hoạt động và các cái trò chơi. Và có thể tham khảo một số sách như là sách rèn luyện IQ cho các con. Bố mẹ sẽ dẫn con đi mua những cái đồ dùng học tập mà con thích, chọn cho con tự chọn những cái đồ dùng mà để con cần thiết cho con khi học. Và cảm giác của tôi khi dắt con tới trường thì điều lo lắng nhất đối với tôi là con sẽ khóc và chạy về, con không đi học nữa. Quý vị và các bạn thân mến, việc chuẩn bị cho trẻ khi bước vào lớp 1 như thế nào, có nên cho trẻ đi học chữ trước khi vào lớp 1 hay không là điều mà bất cứ bậc phụ huynh nào cũng đang quan tâm và băn khoăn. Nhiều ông bố bà mẹ đã sốt sắng chuẩn bị cho trẻ những vật dụng đến trường như là bút, thước, cặp sách, sách vở. Nhưng điều mà các bậc phụ huynh quan tâm nhất đó chính là làm thế nào để cho trẻ có đầy đủ hành trang khi bước vào lớp 1. Và ngày hôm nay, trong chuyên mục Kỹ năng cuộc sống, chúng tôi xin tư vấn cho quý vị và các bạn những điều căn bản nhất để chuẩn bị cho các bé. Đối với những trẻ từ mầm non sang lớp 1, việc đang quen được chăm sóc vui chơi thì phải chuyển sang một môi trường mới là môi trường tiểu học thì sẽ khiến cho nhiều trẻ cảm thấy bỡ ngỡ cũng như là gặp không ít khó khăn đối với sự thay đổi này. Trẻ vào lớp 1 thì trẻ thường gặp những khó khăn như sau. Thứ nhất là tâm lý của trẻ chưa ổn định. Đến lớp trẻ còn quấy, khóc và đòi về vì lý do rất đơn giản. Ví dụ như nhớ mẹ, chưa quen cô, chưa quen các bạn. Giờ giấc sinh hoạt của trẻ thì thay đổi, trẻ phải dậy sớm hơn để đến trường. Tâm sinh lý của trẻ thì chưa ổn định, trẻ chưa tự phục vụ được bản thân. Ví dụ như chưa biết tự mặc quần áo, chưa biết đi vệ sinh hoặc là chưa biết tự ra uống nước theo nhu cầu của cơ thể. Tôi xin có những cái tư vấn nho nhỏ dành cho các bậc phụ huynh. Thứ nhất, đó là các bậc phụ huynh cần phải rèn cho con cách tự phục vụ. Ví dụ, các con phải biết tự cởi áo khi trời nóng, mặc áo khi trời lạnh và biết tự phải đi vệ sinh. Điều này thì rất là đơn giản nhưng các bậc phụ huynh cũng cần phải rèn cho con từ cách đấy khoảng một vài tháng để cho trẻ có thói quen tốt, để các em đến trường không bị bỡ ngỡ. Thứ hai là các bậc phụ huynh phải nói chuyện với con, trò chuyện với con về một cái môi trường học tập mới, về giờ giấc, các con sẽ đến trường lúc mấy giờ, về nhà lúc mấy giờ và các con phải hoạt động, học tập theo sự hướng dẫn của cô, trò chuyện với con nhưng các bậc phụ huynh cũng không nên gây áp lực cho con để con có một cái tâm lý ổn định để bước vào lớp. Các bậc phụ huynh hãy tăng khả năng tự lập của các con bằng cách hướng dẫn bé cách ứng phó với các tình huống ở trường như khi muốn đi vệ sinh và cách tự đi vệ sinh, cách mặc và cởi quần áo, tự biết giữ sức khỏe khi nào cởi áo, mặc áo, lúc nào cần rửa tay, tự tin khi giao tiếp, cách sắp xếp sách vở, đồ dùng, không gây áp lực cho con cái về điểm số, khuyến khích con tự học, tự làm lấy mọi việc liên quan đến con, cho trẻ làm quen với cặp sách, đồ dùng học tập, xây dựng cho trẻ một góc học tập gọn gàng, đẹp mắt, dẫn bé tới trường, lớp mới vài lần trước khi con đi học thực sự. Khi con bắt đầu đi học, sau mỗi buổi tối, bố mẹ cần hỏi chuyện con về bạn bè, cô giáo. Kính thưa quý vị và các bạn, bất cứ bậc phụ huynh nào thì cũng đều mong muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con cái của mình. Và việc chuẩn bị thật tốt những hành trang cho con khi bước vào lớp 1 là một trong những tiền đề để cho con có một tương lai tươi sáng hơn. Hy vọng rằng với những chia sẻ của chương trình đã cung cấp những thông tin hữu ích dành cho quý vị. Và nếu như quý vị cần chương trình tư vấn về các kỹ năng cũng như là các mẹo nhỏ cho cuộc sống thì hãy đừng ngần ngại và hãy gửi yêu cầu về cho chúng tôi theo địa chỉ hộp thư www.vuisongmoingay@truthi.com.vn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.